Xin chào các bạn. Trong buổi học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về các tab chính trong thanh công cụ Ribbon. Như các bạn có thể thấy ở đây, thanh Ribbon có 7 tab chính: Home, Insert, Base Layout, Formulas, Data, Review và View. Một số tab khác có thể được thêm vào sau, nhưng đây vẫn là 7 tab chính trong Excel. Mỗi tab sẽ chứa các lệnh cần thiết khi bạn làm việc với chương trình này. Trong đó, tab Home là tab chứa các lệnh thường xuyên được sử dụng nhất, ví dụ như cắt, copy hay dán. Gần như tất cả các tính năng liên quan đến format đều có thể tìm thấy ở tab Home, ví dụ như phông chữ, cỡ chữ, đường viền ô, màu chữ hay màu ô. Tab Insert lại giúp bạn chèn thêm các đối tượng khác vào khu vực làm việc của mình. Bạn có thể chèn bản tổng hợp, ảnh, biểu đồ, tiêu đề trang hay chân trang. Trong những video tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách làm việc với bản tổng hợp, cũng như phương pháp tạo ra một biểu đồ trong thuật chuyên nghiệp. Base Layout chứa các tùy chọn giúp bạn làm việc với phần nội dung sẽ xuất hiện trên trang tính. Ví dụ với chức năng Set Print Area, bạn có thể lựa chọn được vùng cần in trên trang tính. Tab Formulas lại chia các hàng trong Excel thành những danh mục riêng biệt, cũng như có một số công cụ giúp bạn kiểm tra xem công thức bạn đang dùng có đúng hay không. Tiếp theo, chúng ta có tab Data, nơi bạn có thể tìm thấy những chức năng để làm việc với các danh sách và các nhóm dữ liệu. Ở đây, chúng ta có các công cụ quản lý dữ liệu trong Excel, chẳng hạn như filter lọc theo nhóm hay sort sắp xếp dữ liệu. Tab Review cho phép bạn đọc nhận xét, thêm nhận xét, cũng như bảo vệ bản tính Excel của mình. Cuối cùng, chúng ta có tab View. Bạn có thể sử dụng View để tùy chỉnh các bạn nhìn khu vực làm việc của mình. Các bạn có thể thấy một số ví dụ mẫu trên video. Còn về cách thêm tab và thanh công cụ Ribbon cũng như chi tiết hơn về từng tab, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ ở các bài học sau nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn cũng đừng quên subscribe kênh YouTube Cộng đồng Kinh doanh Saga cũng như like fanpage Cộng đồng Kinh doanh Saga của chúng tôi để nhận ngay thông tin về những bài giảng hoàn toàn miễn phí khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các buổi học sau.